Bà Nhân Vlog, tên thật là Đức Nhân, là một nữ YouTuber và là chủ kênh YouTube Vợ chồng nhà Nhân, JT and Family. Cuộc sống ở Nhật với hơn 700.000 người đăng ký theo dõi kênh. Đức Nhân tên đầy đủ là Lê Thị Đức Nhân, cô sinh ngày 8 tháng 6 năm 1995 tại Khánh Hòa, Việt Nam. Cô sống và làm việc chủ yếu ở nước Nhật Bản. Bà Nhân Vlog xếp hạng nổi tiếng thứ 188 trên thế giới và thứ 4 trong danh sách YouTuber nổi tiếng. Đức Nhân sinh ra trong một gia đình nghèo tại tỉnh Khánh Hòa. Năm 12 tuổi, cô đã phải bươn chải kiếm sống phụ giúp gia đình. Tuổi thơ của bà Nhân Vlog gắn liền với rổ đậu, tờ vé số. Lớn hơn một chút, cô đi làm phục vụ ở quán ăn. Do hoàn cảnh gia đình, Đức Nhân nghỉ học từ sớm, thậm chí bảng nhân chia cô không thuộc hết. Lớn lên cô sang Nhật lao động kiếm sống và sau đó kết hôn với người đàn ông hơn 17 tuổi là kỹ sư người Nhật đang làm việc tại Toyota. Ngày 15 tháng 09 năm 2018, Đức Nhân kết hôn với một kỹ sư người Nhật đang làm việc ở Toyota. Hiện tại, vợ chồng bà Nhân đang sinh sống và làm việc tại Osaka, Nhật Bản. Đức Nhân là cô dâu gốc Việt được cộng đồng mạng yêu mến vì mang đến cho người xem những trải nghiệm thú vị về cuộc sống nơi đất khách quê người. Nội dung Đức Nhân chia sẻ chủ yếu xoay quanh chủ đề gia đình, cuộc sống hàng ngày của hai vợ chồng ở Nhật và chia sẻ công thức nấu ăn. Kênh YouTube Vợ chồng nhà Nhân, JP and Family, cuộc sống ở Nhật là công sức gây dựng suốt 2 năm của cặp vợ chồng Đức Nhân. Từ một cô gái bình thường, cô thập tành viết kịch bản, suy nghĩ những câu nói hay với ngôn từ vui nhộn. Cô học cách chỉnh máy ảnh, học dùng máy tính. Thậm chí Đức Nhân từng phải mò cả 2 đêm liền để lập fanpage, đến nỗi sáng dậy đi làm không mở nổi mắt. Thành quả nhận được sau 2 tháng fanpage đã có hơn 100.000 người theo dõi. Các video của Đức Nhân trên YouTube mang đến cho người xem những trải nghiệm thú vị về cuộc sống nơi đất khách quê người. Nội dung Đức Nhân chia sẻ chủ yếu xoay quanh chủ đề gia đình, cuộc sống hàng ngày của hai vợ chồng ở Nhật và chia sẻ công thức nấu ăn. Những video giản dị, gần gũi của Đức Nhân ngày càng chiếm được tình cảm của người xem. Chỉ trong thời gian ngắn, kênh YouTube và TikTok đã thu hút lượng lớn người xem và đăng ký theo dõi. Trong những video của vợ anh chồng người Nhật Bản thường xuất hiện với vẻ ngoài ngây ngô, đáng yêu. Anh không ngại đứng trước máy quay diễn cùng vợ, ăn tất cả những món ăn vợ nấu, không phân biệt Tây, ta. Đặc biệt, anh chàng rất thích ăn mắm và những món ăn Việt Nam. Đức Nhân từng chia sẻ cô không cần học nấu món Nhật Bản, bởi chồng cô rất thích món ăn Việt Nam do vợ nấu. Nếu thích ăn món Nhật, anh sẽ vào bếp hoặc ra nhà hàng ăn. Đức Nhân cho biết lấy chồng xa xứ, nhưng cô không buồn vì luôn có anh chàng hài hước bên cạnh. Sau này, bà Nhân Vlog được biết đến nhiều hơn khi thường xuyên xuất hiện cùng Quỳnh Trần, JP, cũng là một YouTuber nổi tiếng bên Nhật. Cả hai thường xuyên cùng làm clip cùng nhau. Những video giản dị, gần gũi của bà Nhân Vlog ngày càng chiếm được tình cảm của người xem. Chỉ sau 2 tháng, kênh YouTube của vợ chồng nhà Nhân đạt nút bạc YouTube và 5 tháng kênh TikTok đạt 2 triệu người đăng ký. Mặc dù đã kết hôn từ năm 2018, nhưng vợ chồng nhà Nhân vẫn chưa có con. Cả hai không ít lần chia sẻ về khó khăn đường con cái của mình. Trước đó, Đức Nhân chia sẻ rằng cô từng mang thai trong thời gian đang đi du lịch ở Osaka, nhưng không hề hay biết cho đến khi bạn cô khuyên nên mua que thử. Nghe tin vợ mang thai, anh chồng người Nhật thậm chí còn tưởng cô đang đùa, không dám tin vì em bé đến quá đột ngột. Tuy nhiên, niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu khi vài ngày sau, Đức Nhân đột nhiên đau bụng. Sau đó em bé cũng không giữ được. Mất con khiến cô buồn bã khóc suốt mấy ngày. Đến bệnh viện khám, cặp đôi lại tiếp tục nhận tin không vui khi bác sĩ cho biết Đức Nhân bị suy buồng trứng nên rất khó để có con tự nhiên, chỉ còn cách nhờ cậy vào khoa học. Bởi thế, cặp vợ chồng nhà Nhân đã quyết định tạm gác mọi công việc bên Nhật để trở về Việt Nam cùng bác sĩ lên phác đồ điều trị và lập kế hoạch cụ thể cho việc thụ tinh nhân tạo để sớm có em bé. Trong vài năm trở lại đây, bà Nhân Vlog không chỉ chuyên về review ẩm thực mà còn gây chú ý bởi lối sống sang chảnh, dùng hàng hiệu xa xỉ. Đức Nhân từng tiết lộ thu nhập mỗi tháng của cô lên tới 100-200 triệu đồng nhờ việc làm video trên mạng xã hội. Chưa dừng lại ở đó, chồng Đức Nhân làm kỹ sư có mức lương 200 triệu tháng. Có nguồn thu khủng, Đức Nhân không tiết tiền để làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ.
Hồi tháng 3 năm 2022, nữ YouTuber khoe đã chi gần 3 tỷ tậu khai căn nhà tặng mẹ. Đến tháng 4 cùng năm, cô khoe ảnh tin nhắn, chốt đơn, miếng đất hơn 3 tỷ. Hồi tháng 3 năm 2023, khi trở về Việt Nam để tìm kiếm con bằng phương pháp nhân tạo, vợ chồng Đức Nhân đã tậu một căn hộ tiện nghi ở thành phố Hồ Chí Minh để sống và chuẩn bị chào đón con đầu lòng. Chồng bà Nhân, vlog, tên là Yamasaki Teruhito, sinh năm 1978, là một kỹ sư người Nhật Bản. Anh chồng hơn vợ 17 tuổi này rất tích cực hợp tác cùng vợ trong các video trên YouTube. Anh cũng tích cực học tiếng Việt để giao tiếp với vợ và khán giả. Trong nhiều clip, Đức Nhân tiết lộ ông xã là kỹ sư lâu năm của một công ty xe hơi lớn và có mức lương 200 triệu đồng theo tháng. Yamasaki rất chiều vợ khi tặng món quà đắt đỏ như nhẫn kim cương giá trị hơn nửa tỷ đồng. Năm 2023, Yamasaki Teruhito quyết định từ bỏ công việc có mức lương cao mà mình đã gắn bó nhiều năm để cùng vợ về Việt Nam làm thụ tinh nhân tạo để sớm có em bé. Trước đó, bà Nhân đã có không ít những lùm xùm gây tranh cãi như gây tranh cãi vì chia sẻ hành trình phẫu thuật thẩm mỹ. Cách đây không lâu, bà Nhân Vlog đã không ngần ngại chia sẻ về hành trình phẫu thuật thẩm mỹ của mình và nhận về nhiều ý kiến cho rằng không phù hợp với hình ảnh của cô, lôi kéo Quỳnh Trần đi phẫu thuật thẩm mỹ. Sau khi người bạn Quỳnh Trần JP cũng nối gót đi thẩm mỹ, nhiều người cho rằng bà Nhân Vlog là người rủ rê, lôi kéo Quỳnh Trần, thậm chí cô nhận chăm sóc túc trực bên cạnh Quỳnh để làm clip câu like câu view kiếm tiền. Drama tô bác sĩ thụ tinh nhân tạo. Một trong những drama đang khiến cộng đồng mạng sôi sục suốt một thời gian dài chính là câu chuyện tố qua lại giữa bà Nhân Vlog và bác sĩ khoa sản tên Thịnh. Mở màn cho câu chuyện này là việc bà Nhân Vlog đăng tải một video trên YouTube tố bác sĩ Thê làm việc không có tâm, không nhất quán trong việc thông báo cho cô về thời gian hút trứng sau khi kích trứng. Trước những lời tố của bà Nhân Vlog, phía bác sĩ Thê sau đó cũng đã đăng video để đáp trả. Vị bác sĩ này cho biết Đức Nhân thiếu hiểu biết về việc thời gian hút trứng. Anh cho rằng cô đang diễn sâu vì việc tiêm thuốc rụng trứng không quá đau đớn, phải lăn lội như video mà cô đăng tải. Tối ngày 14 tháng 3 năm 2023, vợ chồng Đức Nhân đã tổ chức họp báo chính thức lên tiếng về ồn ào những ngày vừa qua. Vợ chồng bà Nhân Vlog đã cùng nhau cúi đầu xin lỗi bác sĩ Cao Hữu Thịnh. Tại buổi họp báo, bà Nhân Vlog vẫn khẳng định bản thân không ngỏ lời quảng cáo với bác sĩ. Đức Nhân xin lỗi bác sĩ Thịnh vì bản thân nóng vội, khao khát muốn được có con nên đã hiểu sai về thời gian tiêm kích trứng và hút trứng. Sau tất cả, vợ chồng bà Nhân mong cộng đồng mạng bỏ qua và cho mình một cơ hội để sửa sai và hoàn thiện bản thân. Mới đây, bà Nhân và ông xã người Nhật đã đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc khi chào đón con gái đầu lòng. Kèm theo đó, bà Nhân Vlog viết một tâm thư dài, chia sẻ lại cảm xúc từ những ngày bắt đầu hành trình tìm con, trải qua nhiều sóng gió và có được một em bé đáng yêu, kháu khỉnh như hiện tại. Vợ chồng bà Nhân Vlog gọi đây là kỳ tích bởi cả hai đã theo đuổi hành trình tìm con trong nhiều năm qua. Thời điểm mới bắt đầu quyết định dồn tâm sức cho hành trình này, ông xã Teru phải chọn bỏ công việc kỹ sư yêu thích để theo vợ về Việt Nam. Mới đây, bà Nhân Vlog và ông xã người Nhật đã đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc khi chào đón con gái đầu lòng. Kèm theo đó, bà Nhân Vlog viết một tâm thư dài, chia sẻ lại cảm xúc từ những ngày bắt đầu hành trình tìm con, trải qua nhiều sóng gió và có được một em bé đáng yêu, kháu khỉnh như hiện tại. Vợ chồng bà Nhân Vlog gọi đây là kỳ tích bởi cả hai đã theo đuổi hành trình tìm con trong nhiều năm qua. Thời điểm mới bắt đầu quyết định dồn tâm sức cho hành trình này, ông xã Teru phải chọn bỏ công việc kỹ sư yêu thích để theo vợ về Việt Nam. Sau đó, những ngày đầu trong quá trình làm IVF, cặp đôi cũng nhắc lại drama từng gây ồn ào Emixhan với bác sĩ Cao Hữu Thịnh. Bà Nhân Vlog cho hay, đó những bài học đáng nhớ để hoàn thiện bản thân. Trải qua mọi thứ trên đời, cuối cùng mẹ cũng được nghe tiếng khóc của con. Mẹ đã khóc như một đứa trẻ cùng con. Khóc vì đã được làm mẹ như bao người khác, vì bản thân đã cố gắng giữ vững lập trường đến phút cuối cùng là dùng chính trứng của mẹ thay vì đi xin trứng của người khác. Mẹ khóc vì cuối cùng kỳ tích đã xuất hiện với một người phụ nữ trứng gần về không, hiếm muộn nào, bị rất nhiều vấn đề như ứ dịch vòi trứng, viêm nội mạc tử cung. Nhưng cuối cùng mẹ cũng được làm mẹ,
bà nhân vlog tâm sự đầy xúc động. Đức biết, vợ chồng bà nhân vlog gọi con gái đầu lòng là tiểu bối. Cô giải thích, tiểu bối là cái tên mà từ lúc con chỉ là chiếc phôi mà mẹ đã nghĩ đến. Vì con quý giá, vô giá, đối với bà mẹ. Phía dưới phần bình luận, cộng đồng mạng dành nhiều lời chúc mừng đến gia đình bà nhân vlog vì sau bao khó khăn cũng đã chào đón thiên thần bé nhỏ. Đáng chú ý, bác sĩ Cao Hữu Thịnh cũng trực tiếp để lại bình luận chúc mừng trong bài đăng của vợ chồng bà nhân vlog. Trước đó, cả hai từng xảy ra bất hòa trong quá trình tiêm kích trứng của bà nhân vlog. Tuy nhiên một thời gian sau, bác sĩ Thịnh cũng vẫn là người giúp nữ YouTuber đặt phôi và có thể mang thai em bé. Bà nhân vlog từng chia sẻ cả hai đã làm hòa từ lâu, cô cũng dành nhiều lời cảm ơn đến bác sĩ Thịnh vì tất cả. Ngoài bác sĩ Thịnh, Quỳnh Trần JP cũng nhanh chóng gửi lời chúc mừng đến người chị em thân thiết của mình. Trên đây là thông tin mà kênh Tiểu Sử Ngôi Sao đã tổng hợp được về vợ chồng bà nhân vlog. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, đừng quên bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Sự ủng hộ các bạn là động lực lớn cho chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.